rất là nhiều. Mình là Đặng Mạnh Hoàng, học sinh học lớp 26. Mình chúc các bạn có một buổi hội ngộ khóa thành công và thật nhiều đại các kỷ niệm. Mình ở xa luôn nhắn tin các bạn nhớ các bạn like share và xem cho mình nhé.